Thưa quý vị, lâu nay thì mua bán người vẫn được xem là một vấn nạn gây nhức nhối trong cộng đồng, đặc biệt là ở những nơi như là biên giới hay miền núi. Và thống kê trung bình mỗi năm thì cả nước có tới 500 vụ liên quan tới nạn mua bán người. Hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Vâng, thực tế những năm vừa qua cho thấy là tội phạm mua bán người nhiều nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn đang diễn biến phức tạp, tính chất và thủ đoạn phạm tội cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vâng, cha mất con và chồng mất vợ, người thân thì phải chia ly, hay là sự mặc cảm của những cô gái trẻ sau khi trở về. Những nỗi đau đó thì vẫn đang đeo bám rất nhiều mái nhà ở vùng biên cương. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với hai huyện miền núi của tỉnh Hà Giang để thấy được nạn mua bán người đang để lại những hậu quả chua xót cho biết bao gia đình và thấy được công tác đấu tranh với loại tội phạm này của các chiến sĩ biên phòng là vô cùng gian nan. Nghe theo lời tán tỉnh của bạn trai quen trên điện thoại, A Mỹ đã bị bạn trai lừa bán đi Trung Quốc ngay trong lần gặp đầu tiên. Mỹ đã bị bán làm vợ của một người đàn ông bên kia biên giới. May mắn thay, Mỹ đã trốn được về nhà. Những ngày tháng ở Trung Quốc là nỗi ám ảnh không bao giờ quên của cô gái mới 17 tuổi đầu. Một ngày là ông lấy em làm vợ, xong rồi đi lấy nó được 3 ngày sau là người đấy đưa sang Quảng Đông đi trồng dưa hấu. Em bảo với chồng em là em nhớ bố mẹ lắm, bảo chồng đưa về thăm bố mẹ, xong là em lại cử chồng đi. Chồng đưa em về đến biên giới, xong em thấy bố mẹ em, xong em không đi nữa. Khi trốn được về nhà, Mỹ đã cùng gia đình trình báo với đồn biên phòng Nghĩa Thuận. Tuy nhiên, việc điều tra về người bạn trai đã bán Mỹ sang Trung Quốc không hề dễ dàng. Hầu như là các cháu đều quen đối tượng qua các trang mạng xã hội, nên là không xác định được đối tượng tên gì ở đâu. Mà khi làm quen thì đối tượng hầu như là dùng các tên giả và các địa chỉ giả. Nên là khi các cháu có quay trở về đến trình báo thì không xác định được đối tượng tên là gì, ở đâu. Nên là cái khó khăn nhất là cái xác định được đối tượng. Còn đây là gia đình anh Phan Lý Vư. Cô con gái lớn của anh đã bị bán sang Trung Quốc từ nhiều năm trước. Giờ đây, anh cùng vợ chỉ được nhìn thấy con qua màn hình điện thoại. Ngày Tết, nỗi nhớ con càng trở nên da diết hơn. Thế thì mấy hôm nữa Tết về nhà nhé. Em nhớ chị, cả bố và mẹ cũng nhớ chị lắm. Hôm nay em về đến nhà bố mẹ chả cười chút nào cả. Cuối năm 2010 ấy, bán đi, thì sau khi đó thì tôi cũng đi làm thuê, không ở nhà. Thì không biết là họ về lừa dối như thế nào, xong với điện được, xong là lừa đi bán. Đi bán rồi là đầu tiên nó bảo là nó chưa có vợ, nó lấy đi làm vợ thôi. Cái thứ hai là nó bảo là đợi từ lúc chiều đến tối, là nó bảo là không được đâu, giờ này là tôi không thể tha thứ được. Hiện nay, các đối tượng mua bán người thường tiếp cận các em gái mới lớn để lừa gạt bán phục vụ các khách sạn, vũ trường hoặc làm gái mại dâm. Các đối tượng dùng là thủ đoạn là xin số điện thoại, sau đó là liên lạc qua gián tiếp. Do vậy là trong quá trình điều tra xác minh các hoạt động tội phạm gây rất nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là khi mà đối tượng là đưa nạn nhân đi lừa sang bên kia biên giới thì về nạn nhân không trở về được, rồi là hoặc nạn nhân trở về thì cung cấp cái thông tin nó không đầy đủ về đối tượng ở ngoài biên giới. Do vậy trong quá trình điều tra xác minh triệt phá đường dây tổ chức tội phạm mua bán người gây khó khăn. Tại Xín Cái, việc tuyên truyền cho người dân cảnh giác nạn mua bán người đã được Hội Phụ Nữ xã thực hiện đến từng hộ dân. Tuy nhiên, do nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, nên công tác này hết sức khó khăn. Qua các buổi tuyên truyền thì chúng tôi tuyên truyền về các tác hại của mua bán người và âm mưu thủ đoạn của các loại đối tượng đấy.
đồng thời là cũng đưa ra lời khuyên, lời nhắc nhở và các biện pháp để phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Hàng tháng thì bọn em cũng tổ chức xây dựng các kế hoạch để đi vận động chị em tại các thôn. Trong các buổi sinh hoạt thì bọn em tuyên truyền, còn những cái các hoạt động khác của chi hội thôn thì lại đi từng nhà. Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp bởi Trung Quốc vốn đang phải gánh chịu sự mất cân bằng giới tính nặng nề do chính sách một con kéo dài bấy lâu nay. Khan hiếm phụ nữ, đàn ông Trung Quốc thèm khát cô dâu. Thế là những kẻ buôn người bắt đầu tìm cách thu nhặt, lừa đảo những cô gái Việt nhẹ dạ ở vùng cao. Cái diễn biến về tình hình mua bán người trong cái tuyến biên giới của tỉnh Hà Giang năm 2007 thì đánh giá chung thì cũng đã có xu hướng giảm hơn. Thì tuy nhiên là nó cũng xảy ra nhiều cái tình trạng là các cháu còn trẻ do tin tưởng, do nhiều cái yếu tố mà tác động của khách quan để dẫn đến cái việc bị lừa bán sang bên Trung Quốc. Thực tế tại Hà Giang có một số phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người lao động lại có xu hướng sang Trung Quốc lấy chồng. Dựa vào những yếu tố này và sự nhẹ dạ cả tin mà các đối tượng mua bán người càng dễ hoạt động. A Mỹ may mắn được trở về và Mỹ sẽ lại có tương lai ở phía trước, nhưng nỗi đau mà em mang theo thì lại không dễ dàng nguôi ngoai.